Kính thưa cộng đoàn, được ơn Chúa tác động, chúng ta cùng quy tụ nơi đây để hát lên những bài tình ca, ca tụng Thiên Chúa bằng chính những âm thanh và giai điệu của con người. Xin Chúa Thánh Thần thánh hóa môi miệng và lòng trí chúng ta, để lời ca, tiếng hát và mọi việc chúng ta làm, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều được đẹp lòng Chúa. Anh chị em thân mến, và đặc biệt các thí sinh rất thân mến, hôm nay các bạn đẹp lắm, các bạn dễ thương lắm. Và chắc chắn rằng những ngày vừa qua các bạn cũng chuẩn bị nhiều lắm, chuẩn bị để làm sao những gì Chúa ban cho mình nó được sinh thêm hoa, trái, mà theo ngôn ngữ của tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe, nó sẽ làm lời thêm những nén vàng khác. Tuyệt vời lắm. Làm sao để những hoa trái được triển nở nhiều từ những tâm hồn của những con người đã lãnh nhận ơn của Chúa, lãnh nhận năng khiếu âm nhạc. Những cái nó còn ở trong tiềm năng, hoặc nó cũng được thể hiện nhưng chưa hết. Thế thì chúng ta làm sao để cùng giúp nhau tiếp tục triển nở nhiều hơn nữa những gì Chúa ban cho mình. Quý lắm. Biết bao nhiêu người cần tới ơn của Chúa qua những bài ca, biết bao nhiêu người thích nghe những nhạc thánh ca, và đặc biệt có nhiều người thích cái giai điệu của Lửa Hồng. Từ khi Lửa Hồng ra đời và những ấn phẩm của Lửa Hồng được chia sẻ cho nhiều nơi, thì nhiều người ta thích và ta cảm nhận rằng những giai điệu ấy giúp cho họ đón nhận ơn của Chúa, giúp cho họ lớn lên trong cái đời sống đức tin. Ô, vậy thì chúng ta được dành để cho rất nhiều người. Hãy can đảm lên, hãy vững tin để cùng nhau chia sẻ những gì Chúa ban cho mình. Chúc cho các bạn thành công, chúc cho chương trình được nhiều ơn của Chúa, chúc cho tất cả những ai đang tiếp tục gặp những khó khăn, đừng sợ, cứ can đảm. Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Câu gì trong lúc này nếu chúng ta muốn nói? Tôi nghĩ rằng một trong những slogans rất đặc biệt của chúng ta lúc này, cách riêng Tiếng Hát Giáo Đường mùa thứ 3 năm 2024, giữa sân trừ dân, sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn. Giữa sân trừ dân, Areopagus. Bởi vì cụm từ này không chỉ là phù hợp với chúng ta, rất phù hợp với chúng ta. Chúng ta đón nhận mọi anh em, chị em, mọi miền, và kể cả những bạn không niềm tin Công giáo nhưng thích hát thánh ca, và đặc biệt là thánh ca vào đời thì tuyệt vời. Đây là sân dành cho các bạn. Đặc biệt còn là bởi vì đây là từ nguyên văn của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn viết gửi cho chúng ta. Giữa sân trừ dân, Areopagus. Ngài dùng cả cái từ này tiếng Hy Lạp. Vậy thì liệu chúng ta sau khi ôn lại một trong những slogan tuyệt vời này, xin phép được nói lời chính thức khai mạc vòng 1 Hội ngộ Tiếng Hát Giáo Đường mùa thứ 3 năm 2024. Cuộc đời yêu mình sẽ chia hy sinh. ban giám khảo của Tiếng Hát Giáo Đường giờ đây sẽ tiến lên để tuyên hứa với tất cả chúng ta. Ngày hôm nay, được sự tín nhiệm của ban tổ chức giao cho tôi cũng như tất cả các nhạc sĩ trong thành phần ban giám khảo của các vòng. Chúng tôi, những thành viên của ban giám khảo, xin tuyên hứa sẽ công tâm, công bằng, sử dụng hết khả năng, kiến thức mà Chúa ban để chấm thi cuộc thi này một cách công tâm nhất. Xin tuyên hứa. Xin được mời đại diện của các thí sinh nói lên lời tuyên khấn của mình. Với sự thôi thúc của Chúa Thánh Thần, chúng con, những thí sinh tham gia cuộc thi Tiếng Hát Giáo Đường năm 2024, xin cam kết sẽ tham gia cuộc thi với tinh thần dấn thân, nhiệt thành để làm giàu nén vàng âm nhạc Chúa ban, cạnh tranh công bằng, tuân thủ các quy định của cuộc thi với tinh thần học hỏi, khiêm nhường và cầu tiến. Chúng con xin cam kết. Và thưa quý vị, phần khai mạc của chương trình Tiếng Hát Giáo Đường đến đây xin được khép lại.